Trong những năm qua, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển đã triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh sạch đẹp. Theo thực tế, vùng miền đóng quân, từng đơn vị đã có những cách làm sáng tạo, huy động nội lực để nâng cao đời sống sinh hoạt, công tác của cán bộ chiến sĩ và xây dựng doanh trại chính quy. Những doanh trại xanh, sạch, đẹp, những cầu cảng hiện đại, tất cả Nhằm bảo đảm đời sống cho cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển, thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát. Trong 5 năm qua, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã huy động gần 31.000 ngày công của cán bộ chiến sĩ và nhiều nguồn lực để chỉnh trang cơ sở doanh trại với tổng trị giá hơn 28 tỷ đồng. Phong trào thi đua xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp đã tạo ra bước đột phá, phát huy tinh thần tự lực tự cường của các đơn vị trong việc cải tạo và xây dựng cảnh quan môi trường. Thì chúng tôi đã huy động được sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, sự nhiệt tình, tích cực tham gia của đông đảo cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị. Nhiều đơn vị cảnh sát biển đã chủ động khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư, bảo đảm tiết kiệm, chủ động làm tốt công tác quy hoạch doanh trại, xây dựng mới hệ thống điện, đầu tư hệ thống cấp nước sạch, hệ thống lọc nước tinh khiết, ưu tiên cho các đơn vị đóng quân tại hải đảo, vùng sâu, vùng xa. Trong 5 năm qua, toàn lực lượng cảnh sát biển đã trồng được 18.000 cây xanh, 28.000 m2 thảm cỏ, cây cảnh, góp phần lan tỏa phong trào xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Gắn được cái phong trào uh, quản lý và xây dựng doanh trại chính quyền là với tất cả các phong trào thi đua khác của các ngành khác ở các đầu ngũ cơ quan đơn vị. Với đặc thù có lực lượng đông đảo cán bộ chiến sĩ sinh hoạt trên tàu tuần tra, nên lực lượng cảnh sát biển đã và đang phối hợp với các cơ quan chức năng tối đa hóa thiết bị lọc, chữ nước ngọt, nhiên liệu, bảo quản thực phẩm, nghiên cứu lắp đặt thiết bị ngưng tụ không khí thành nước tinh khiết trên tàu, xuồng và xử lý rác thải sinh hoạt khi hoạt động dài ngày trên biển. Nhờ việc quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nên hiện nay cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển có tinh thần tự giác thực hiện phong trào tiết kiệm điện nước chấp hành các quy định về đầu tư xây dựng công trình doanh trại tích cực trồng mới cây xanh